nó chết rồi, nhưng người ta vẫn thấy mấy con mannequin di chuyển sắp xếp rất kỳ lạ. Đúng rồi, đúng là cái bài hát này rồi. Cái thằng này á, lúc sống tôi nhìn nó thì nó thấy sợ rồi. Ông Phúc trèo lên thuyền, cả người lúc này cứ lâng lâng như không tin nổi chuyện mà mình đang làm. Ông đã phá đi cái lời thề thề ước lệ của dòng họ chỉ vì tương lai của cậu con trai. Chiếc thuyền chậm chậm rời khỏi bến đỗ, bàn tay lão lang cứ nhịp nhàng đẩy mái chèo qua lại cho thuyền rẽ sóng đi về phía trước. Vì sức nước của dòng chảy hơi ngược nên quãng đường thuyền đi chuyển sang thành như một cảnh huyền. Cong thuyền đi chếch về phía dưới bãi sông không thẳng với bến bên này nên khiến chiều dài qua lại hai bên dài hơn. Ngày xưa thì ở sông Châu Giang có phà để nối giao thương qua lại giữa hai vùng. Nhưng kể từ khi có cái cầu sông được xây dựng bằng bê tông hóa thì cái phà đó đã bị bỏ qua một bên thành một đống phế liệu. Kỳ này chiếc cầu sông đột nhiên bị sập, cho nên người ta không còn cách nào khác qua sông ngoài cách đi thuyền. Chuyến phà năm xưa đã bị bỏ ngỏ, nhưng bến sông cho phà cập bến thì vẫn còn nguyên vẹn. Vì vậy cho nên thi thoảng người ta đi thuyền qua sông thì vẫn thường hay đi theo đúng hướng đi của hai bên bến phà ngày xưa. Thấy lão lang cứ lặng lẽ chèo thuyền mà không nói gì, ông Phúc đang buồn liền cất lời mở cuộc trò chuyện. Lão lang này, ông là người xóm ngoài hay người của thôn hạ thế? Lão lang không nói gì, chỉ lặng lặng lắc đầu. Vậy chẳng lẽ ông lại là người ở vùng khác à? Lão lang vẫn lặng thinh. Ông Phúc thấy lão lang không nói gì thì liền cho rằng suy đoán của mình là đúng. Rất có thể lão lang này là người vùng khác đến đây làm ăn sinh sống. Bởi vậy cho nên ông Phúc mới không hề quen mặt ông ta. Từ nhỏ ông Phúc đã sống ở đây, vốn dĩ dân tình ông đều quen mặt. Vậy thì chuyện lão lang có phải là người dân xứ này hay không thì ông Phúc vẫn là người phải biết rõ nhất. Thấy mình mở lời mấy lần mà lão lang kia dường như không có ý định muốn nhập cuộc trò chuyện, nên ông Phúc cũng thôi không còn quay sang hỏi chuyện lão lang nữa. Mà giờ ông chỉ chăm chăm chú ý dõi qua bờ bên kia nhìn sang cái bến sông mong sao cho thật chóng tới. Nét mặt ông càng ngày càng trở nên khó chịu khi thấy chiếc thuyền này hình như đang không đi đúng với cái vận tốc mà vốn dĩ nó phải có. Chiếc thuyền cứ đi chậm chậm, chậm chậm tiến về phía trước mà ông Phúc nom sao dường như nó đang đi lui lại vậy. Mặc dù sóng vẫn rẽ đều sang hai bên, thế nhưng hình ảnh cái bến sông ở bờ bên kia cứ xa dần trong đôi mắt ông. Ông Phúc bực mình quá liền lớn giọng hỏi lão lang. Sao tôi thấy cái thuyền này hình như không di chuyển tí nào vậy, còn quay ngược lại bờ bên kia nữa à? Nhưng khi ông Phúc vừa mới quay đầu lại nhìn về phía lão lang thì ôi thôi. Ông giật mình kinh hãi nảy cả thân người về phía sau, khiến cho chiếc thuyền cũng phải rung rinh chới với. Lão lang giờ đã biến mất, không còn thấy thân người lão ta đâu nữa cả. Điều khiến ông Phúc kinh sợ không phải là chuyện lão lang biến mất khỏi nơi chèo thuyền, mà kinh hãi ở chuyện là mặc dù lão lang đã không còn ở đó, nhưng cái mái chèo kia vẫn đang nhịp nhàng đưa đẩy hệt như cái lúc có người chèo thuyền, và không sai một nhịp nào. Ông Phúc vã hết cả mồ hôi hột, nhìn ngang nhìn dọc một lúc thì mới phát hiện ra có một cái bóng người ngồi ở bên kia đầu thuyền. Ông Phúc liền đứng dậy đi về phía đầu thuyền bên kia, vỗ vai người ấy. Lão lang, sao ông không chèo thuyền tiếp đi? Tôi có việc bận lắm, cần phải qua sông, giờ cũng sắp tới giờ rồi, phiền ông chèo thuyền nhanh giúp tôi. Nhưng người kia không trả lời, vẫn cứ cúi gằm mặt, ông ta đang mò mẫm một cái gì đó ở dưới mặt nước. Ông ta cứ mò mãi mà không hề trả lời ông Phúc gì cả. Ông Phúc hết hẳn sợ hãi, mà chuyển sang giọng bực tức nhìn lão lang nói. Nếu ông không tự chèo thuyền, vậy thì để tôi tự chèo đấy. Đến lúc ấy thì đừng có nói gì tôi là phá chuyện của ông đấy nhé. Ông Phúc nói xong, đang định quay đầu đi ra phía mái chèo. Thì lúc này như ma xui quỷ khiến thế nào, người kia lại từ từ chậm rãi quay đầu lại. Trong cái trời đêm tối đen như mực, ánh sáng trăng nhá nhem vừa mới lấp ló ở một bên chân trời. Ông Phúc há to miệng ngắc ngoài hít từng ngụm khí thở. Thứ ông nhìn thấy trước mắt làm sao mà lại khiến ông cảm thấy kinh tởm đến như thế.
Người mà ông trò chuyện từ đầu tới cuối bây giờ đang có một khuôn mặt chảy xệ, lộ xa cả xương. Mặt mọc đầy rong rêu, với hai lỗ mắt đen sâu hoăm hoắm không có con ngươi. Người đó cất ra giọng nói khe khẽ như khó khăn lắm từ trong cổ. Tao bị rơi mất mắt rồi, phải tìm mắt thì mới chèo thuyền được tiếp. Thằng cháu chắt bất hiếu, sao không tìm mắt giúp cụ mà lại dám hỗn với cụ thế hả con? Ông Phúc khiếp sợ như muốn tắt thở. Ông nhận ra sự thật có lẽ đã quá muộn màng rồi. Rằng cái người mà chèo thuyền cho ông từ đầu đến giờ, nào đâu có phải là lão lang gì kia, mà lại chính là một con ma, một con ma da của dòng sông Châu Giang. Con ma kia không những vậy lại còn nói rằng ông là đứa cháu chắt bất hiếu, càng khiến cho ông Phúc kinh hồn táng đảm nghĩ đến chuyện xưa và liên tưởng đến người này liệu có khi nào chính là con ma da trong câu chuyện cổ. Ông Phúc loạng choạng lùi lại, chới vây ngã đổ cả thân người. Cái hồn con ma kia lột hết cả da mặt ra, chỉ có một khuôn mặt trơ xuông gào lên với ông. Xuống dưới nước tìm mắt cho cụ đi con. Nó cứ tiến gần dần dần đến trước mặt ông Phúc, khiến ông không nói được từ nào, mà chỉ biết lùi lại phía sau thở dốc. Cả con thuyền lúc trước khô ráo lúc này liền trở sang ướt nhẹp, rong rêu tự nhiên cứ mọc đầy xuất hiện. Nước tràn vào trong khoang thuyền khiến cho cái thuyền đang từ từ chìm xuống. Cái giọng hồn ma lại thét lên văng vẳng. Xác cụ bị ngâm dưới nước lâu quá rồi nên mắt cứ bị trồi ra trôi đi. Đi tìm mắt cho cụ đi con. Ông Phúc hãi hùng quá, cứ nhắm tịt hai mắt lại mà xua tay vùng vẫy rồi kêu lên. Không. Xung quanh ông nước bắt đầu tràn ngập. Ông không dám mở mắt ra nhìn mọi việc vì sợ khi mở mắt ra là lại nhìn thấy cái hồn ma kia. Nhưng ông không mở mắt thì càng chết. Chợt có một đôi bàn tay cứng rắn túm lấy chân ông Phúc, lôi tuồn tuột ông đi. Ông Phúc chỉ cảm thấy cả thân người như bị hẫng một khoảng rồi chìm sâu vào mặt nước. Nước tràn vào tai, vào miệng, vào mũi, khiến ông nghe tiếng ong ong, miệng ông sặc sụa kêu gào trong tiếng nước. Rồi không phát ra được thêm âm thanh gì nữa. Cả người ông như bị một sức kéo rất mạnh chìm sâu xuống mặt nước. Một bàn tay nào đó xuất hiện trên đỉnh đầu của ông, ấn đầu ông xuống khiến ông chẳng thể nào trồi lên. Thêm một phút nữa, ông Phúc ngộp thở chết đuối, chết bất đắc kỳ tử, y như cái lời nguyền dành cho người họ Đồng là sẽ đời đời làm ma ra dưới dòng Châu Giang này. Lương vừa về đến nhà đã liền mừng rỡ gọi ông Phúc ngay để khoe chuyện. Bố ơi, con vừa mới ra ao nhà chú Tuyến câu được con cá to đến 2 cân đây này. Tối nay bố con mình tha hồ mà chè chén, thay cho việc bố đi đám dỗ cho bố vợ con nhé. Nhưng Lương bước vào nhà thì lại chẳng thấy ông Phúc đâu. Anh chỉ thấy có cái chén chè đã nguội tanh nguội ngắt pha để sẵn ở đó từ lúc nào. Anh quay đầu chạy ra vườn sau tìm bà Lài. Bà Lài đang vặt lá bưởi. Thì thấy dáng Lương chạy đến với vẻ hốt hoảng. Sao thế hả con? Có chuyện gì mà trông mày hốt hoảng thế hả con? Lương ném bay con cá to đùng qua một bên xuống nền đất, con cá giãy đành đạch qua lại. Anh nhìn bà Lài rồi dùng giọng khẩn trương. Bố đi đâu rồi hả mẹ? Mẹ đừng nói với con là bố qua nhà bác Nghị rồi đấy nhé. Bà Lài ngẩn ngơ một chốc, rồi ngừng tay không hái lá bưởi. Thì đúng lệ là tối nay bố mày qua bên đấy ăn đám dỗ nhà ông Nghị mà lại. Chuyện của bố vợ mày đáng nhẽ ra mày phải hiểu rõ nhất chứ sao lại hỏi mẹ. Trời ơi, sao mẹ không ăn bố con lại? Kỳ này thì thôi xong rồi. Khéo không phải sắp có đám cưới mà là sắp có đám ma rồi. Ăn nói vớ va vớ vẩn, đám mà cái gì mà đám ma? Thế rốt cuộc là có chuyện gì thì mày nói rõ ràng cho mẹ nghe đi xem nào. Lương thở dài, nhìn bà Lài kể lể. Lẽ nào mẹ không biết là cái cầu sông hồi sáng nay mới bị gãy không qua được? Giờ mà bố con qua sông thì một là đi thuyền của ông lang, hai là lội lên tít trên thượng nguồn để đi cầu nổi. Mà đi cả hai đường ấy thì đều phải vả vào cái ước lệ của họ mình. Bà Lài nghe đến đây thì liền xanh mặt. Nghe đến chuyện này thì bà kinh sợ lắm. Bởi có thể là ai không tin chuyện về cái lời nguyền con ma ra ở dưới đáy sông, chứ bà Lài thì nhất định sẽ tin.
Bởi lẽ đời của bà đã từng có lần nhìn thấy người trong họ bị ma ra lôi xuống sông thật. Người đó không ai khác là ông em út trong gia đình nhà ông Phúc. Khi ấy bà Lài còn trẻ, mà ông Xá thì chưa lấy bà Thuật nên chưa biết chuyện ấy. Nghĩ lại cái hôm ấy ông Công bị ngã xuống sông cũng là do tránh cái xe tải ở trên cái cầu sông chứ đâu. Vậy mà chỉ ngã vào cái vũng nước gần ngay bờ sông thôi. Nhưng mà chẳng hiểu sao dường như có một thứ thế lực vô hình nào đó cứ lôi ông tuột tuột ra giữa lòng sông rồi nhấn cho ông chìm nghỉm. Chính ông Lang khi ấy là người đã vớt ông Công lên mấy lần, mà vớt lên thuyền rồi nhưng ông Công vẫn cứ vùng vẫy sặc sụa lại lao xuống sông. Người ông Công trơn như trạch, ông Lang cứu mấy lần không được nên đành chịu.